All right, good afternoon, everyone. Welcome to our lesson. So we still continue with our lesson two, because yesterday we already learned some. We learned letter A, B, and C. And today we will study letter D, language focus. But before we will start, I want to review the six words that we've learned yesterday first, okay? The vocabulary word. So first word, beehive. Second, bear. Third, bee. Fourth, swarm. Fifth, flowers. And sixth, honey. So we have six words. I hope you still remember how to write, how to read, and also the translation into Khmer. So today we will study about past simple, question and answer. So this is question and answer here. I'll explain to you later. What did you do last Sunday? Did they sting you? Did you see their beehive? Okay, and this is the answer. I worked in my garden. No, they didn't. They pollinated the flowers. They flew away. They saw some bees on flowers.
No, I didn't. All right, so I already finished copying into our notebook. Now I want to explain to you a little bit in Khmer. So this call past simple, atteitakal, thomada. Chẳng question and answer. Chẳng cái ao dương máu chia tùm rung xùm núa hay năng chùm lai màu. Chẳng ngày nay cứ dương đừng riêng phí past, past dương đừng ấy dương bỏ ra thế à tây tạc kè chẳng dương mà mơ tờ lơ tùm rung xùm nùa. What did you do last Sunday? Chẳng cái xua ông phí dương phơ ấy kế ngà phí à tịch môn. Chẳng ngà phí à tịch môn vì chỉ à tây tạc kè. Chẳng xâm rạp verb to do cứ dương tờ lại ní thông mà đá bảo bạch bọn là cao thông mà đá dương dương đã do what do you do on Sunday bờ sinh chị dương bờ vía chị bạch bọn là cao thông mà đá vận tải để xa ta vía chị bạch bọn là cao ở vía chị tây tây cao thông mà đá dương prá dương đồ do tới chị did when do dương đồ máu did when. Ok, chẳng bà xin dì dương trong bà ca xùm nua tệ tôn tình nâng ạ tây tạc cá dương xua kế bìa tây tạc cá cư dương trâu pra did, ok, ủ tà hó đưa chia what did you do last Sunday? Did they sting you? Dương bọc rai thạc ta viết bàn tịch nè ọt sting bọc rai thạc tịch. Did you see the beehive? Ta nè bàn khơi xùm bọc mông mà ọt. Chẳng cứ bởi xin chị bị sạc máy phía dưỡng. Phía chán dưỡng đã bị thả bàn mà bị mộc của vi trịa tay tay kè. Chẳng bởi chạy thà dưỡng phơ vi ruột hái rồi có vi nâng. Đôi khu mông tịch nè ọt, bàn tịch nè ọt chẳng. Ta được vi phơ hai hai chẳng vi kè thà dưỡng bật sẽ cầm một phép 2 pi môn 2, ok? Chẳng chẳng là lời dương mà mơ lơ answer. Answers, I worked in my garden. Chẳng nhóm bán phơ ké nữ nữ xuân ba rồi bác nhóm. Chẳng dương mơ mà lơ biệt thà worked. Worked cứ chìa verb. Chẳng verb vì cứ chìa kệ rìa sạp. Chẳng kệ rìa sạp bà xuân chìa xâm rạp kệ rìa sắp cứ dương miên pi bộ phết kệ hào kệ rìa sắp thò mặt đá ní cứ dương nộp bê đầy dương chân đạo viên tôi chia tay tất cả cứ dương thêm y đi vần tay bà xin chia viên chia kệ rìa sắp khá lá cứ dương hào thang kệ rìa sắp đại prai prua lên irregular chân viên ạch tiên ngay chân xâm rạp kệ rìa sắp đại tiên tốt cứ dương con tại pra time ed nâu bị cao viết đôi chia word hay nâng pollinated chẳng viết cứ chia kệ rìa sắp tiên tốt bình tay dương thơ time ed từ lưu kệ rìa sắp mùi nâng đồng bây ở viết khai tôi chia à tây tật kè chẳng xâm rạp no, no they didn't. Chẳng té vía mình bán vì mình bán tay dây bộ xùm nua cái xua thạp không mình tay dương nâng quạt ọt. Ok, chẳng did. Chẳng cái xua did the bee sting you? Ta không bán tay nè ọt. No, vì ọt bán tay tay chẳng did cứ dương pra được phơ sạc cầm một hiệp cài vì ca ấy muối. Nên chẳng didn't. Chẳng chùm lại vía cứ rư có dương chá lại bánh. Mỗi tiết cứ did not. Anh ấy cứ cái hào tha chia chùm lại bạn để xài
chúng lại bắt đầu sát negative answer. Chẳng dương trâu pra did not rư có xâm rạp cắt didn't. Ok. Và xin chia chúng lại chia bắt đầu sát negative answer. Nhưng còn tại nghĩa chạy nó they didn't. Bần năng máu ba này. Ok. Chẳng đôi nhóm pra này cứ chia kệ rìa sát thoa mặt đá, regular, chẳng dừng còn đặt time ed tế, bên tay xâm rạp irregular, đại vì mình tiên toát, dừng từ đồ viết tới chia ưu tờ ho, fly, viết tới chia flew, see tới chia saw, chẳng bị ạ từng ọt nâng thay thua mịch bản đầm, chẳng cái miên tùm rung phó kê màu về màu, cứ dừng từ ta tình tình ở chạm, anh nâng cứ ọt miên lạc khăn này, của à bịa năng ngon chăng bớt xin chị dương trong đăng tham tiết mùi ná đại chia kể ra sắp ở tiếng toát mùi ná đại chia kể ra sắp đại mình tiếng toát xôm ai search từ nơi Google dương này đặt tha past simple irregular past simple form ấy chăng tớ cứ vị chênh ao vậy hãy dương ai tình tình bàn này để xa ta nhóm nơi chỉnh chấn nhóm nơi ngay chấn nhóm ở ai hay mau nhấn cô vì miền cùng nọt đại chấn ở ai riêng chia ra anh bạn thế chấn nhóm bây giờ tru ai search bạn bị past simple nâng mờ một đoạn tiệt thà vì miền ấy cái khả của vì miền chia ra anh đại ok chả chấn xem rap question cứ dân pra did đồng bây xua xùm nùa what did you do last week? Last Sunday did they sting you? Did you see the beehive? Ok chà hai ni cứ chia chùm lại chẳng dân miên tài bần năng anh xùm rạp past simple question and answer chẳng bởi xin chia kê xua dân bìa tay tài cá dân chả lại bà tay tài cá đá bình tay dân trâu tròn chấm work, sorry, not work. Là nick K. Ok, chẳng trời chọn chám, trời search mùa bình thêm tiết thập biệt ná, cứ chìa biệt đài kệ rìa, chìa kệ rìa sắp tiên toát. Tại dân trời thêm ED nơi trong của tôi. Biệt ná, đài kệ rìa sắp ná, đài mình tiên toát. Dân trời, vì trời phá lạc đồ biệt tầng mùi và đài ưu tờ ho, đôi chìa drink, drank. See, tôi chỉ saw, fly, tôi chỉ flew. Ok, đừng chấn á nè. Chấn ai search, bật thêm tiết mơ. Đời khuôn ai bàn, đời xa ta không mê riêng ní. Kê ọt sư detail màu tì. Chấn ẩm nhung miên tài bần nâng ái xâm rạp past simple. Chấn nhung nâng nhung xôm lốp. Hay dân nâng chôl, chùm nội bình tọp tiết cứ reading. Ok. Okay, chẳng nhầm nâng copy the text into the whiteboard. So e-reading. So the title of the text today is the bee, the bear, and the bees. So just like our lesson, okay? So I'll start. There was a bear walking alone to find food.
and found a beehive on a tree. It looked for a while and was about to climb up. To catch that beehive. Seeing that a lot of bees flew off the beehive, out of the beehive. Out of the beehive. The king of the bees told the bees to sting the bear. The bear could not stand the pain and ran away. The pain and ran away. It thought that bees are patient, hard working, patient, hard working, this is O, united, discipline, disciplinary, and obedient.
Okay, so I already finished writing the text into the whiteboard. So now I will read for you. So please just listen first. If you see any word, difficult word for you, just underline each word that you don't know. Okay. There was a bear walking alone to find food and found a beehive on a tree. It looked for a while and was about to climb up to catch that beehive. Seeing that a lot of bees flew out of the beehive, the king of the bees told the bees to sting the bear. The bear could not stand the pain and ran away. It thought that bees are patient, hardworking, united, disciplinary, and obedient. Okay, so now I'll read for you one more time. So this is I will just read just like telling the story. So this is the way we will tell the story. We'll not just read straight, like just straight, okay? We have just like what I told you, if you see period, if you see comma, what do we need to do? Okay, so there was a bear walking alone to find food and found a beehive on a tree. It looked for a while and was about to climb up to catch that beehive. Seeing that a lot of bees flew out of the beehive, the king of the bees told the bees to sting the bear. The bear could not stand the pain and ran away. It thought that bees are patient, hardworking, united, disciplinary, and obedient. Okay, so I know maybe there, because I saw new word, lots of new words in this text also. So just repeat after me first, then I'll underline the new word for you and try to translate for you so that you can understand what this text are, that this text is talking about, okay? So now just repeat after me. There was a bee walking alone to find food. And found a beehive on a tree. It looked for a while and was about to climb up to catch the beehive, Seeing that a lot of bees flew out of the beehive, the king of the bees told the bees to sting the bear. The bear could not stand the pain and ran away. It thought that bees are patient, hardworking, united, disciplinary, and obedient. Okay, good job everybody. Now I'll just underline new word for you and I'll circle the past simple words for you, okay? So we'll just underline. I'll use the red to underline the word that
the new word, and I'll use the black to underline the past simple words. Okay, so we already learned beehive. Okay, so here, found. Loop. See that a lot of bees flew. How the bee had the king of the bee told. Ran. Okay, so this one, these are, I think these are new word. Yes, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so now let's translate the new word for you first. Patient. Patient means atmot. Hardworking. Không bận phơ cá. Rồi có những nghĩa mới tiếp được ủ xa. United. Rụp rụm. Disciplinary. Cứ miễn cố cá. Obedience. Đập bằng cột. Okay. Chà chăng. And this word that I underline with the black marker are the past simple word. Found. Found. Find, okay, found. That one, find. This one, found. Looked. So, this one, we call irregular verb. Cái hào tha, kệ rì gia sạp mình tiếng tốt. Chẳng bịa thòm đã viết find. Rốt. Bạn tay rốt, bàn rốt khớn, cứ found wing. Ní cứ chia kệ rì gia sạp, tiếng toát của bọn ta chia là tay tất cả cư dân tạo time ed look look tôi chia looked and fly tôi chia flew hó ban hó rồi có hà told cư chia mà tay tất cả đài mình tiếng toát chẳng cứ kể ra sao bọn tiếng toát told cư mà bị biết thả tell prep. Hai bạn prap told when and ran. Ran mau bị biệt tha run. Run R-U-N. Mình ta biệt tay tất cả. Vì ở tiếng toát cứ chẳng dựng đã biệt nắng cứ ran. Hai đôi nhóm xua chở nhóm dễ chẳng tha. Ông thị chơi đăng ảnh hăng mấy. Mấy bạn ảnh hăng đăng thả biệt ran mau bị run ấy. Ảnh hăng cứ dựng riêng khôn ái. Tình tình khôn ái ná. Ảnh hăng cứ ảnh ái. Mình còn chùm nội chùm nam ấy thì chẳng dừng trường tình bị thà bạch chạp bọn cả thòm đá bị ấy kế hay tôi chia tay tất cả mình tiên toát tôi chia bị ấy kế. Okay, so now let's read together before we will answer the question. So we'll read the text again together. So let's begin. There was a bear walking alone to find food and found a beehive on a tree. It looked for a while and was about to climb up to catch that beehive. Seeing that a lot of bees flew out of the beehive, the king of the bees told the bees to sting the bear. The bear could not stand the pain and ran away. It thought that bees are patient, hardworking, united, disciplinary, and obedient. Okay, now I'll just erase this and I'll write down the questions and we'll answer together. So
hear the example. How many bears were there? The answer, there was one bear. Okay, so now I'll write down the question that we're going to answer together. What did it do? And number two, what did it see on the tree? Number three, what did the bees do? And number four, what did the bear think about of the bees? Okay, so these are questions that we will answer together. So number one, what did it do? It we're focused on the bear, okay? It nang cứ dừng chân sầm đau từ lơ bear nang anh. What did it do? Ta khlakmon ban thơ away. What did it see on a tree? Ta khlakmon bạn khơi như vậy nơi lơ đàm chờ. What did the bees do? Ta khmôm bạn thua vậy. What did the bear think of the bees? Ta khla khmôm kết ấy kế ông bì sát khmôm nặng. Bộ sát khmôm tình ơn nặng á. Okay, so now let's read the question together. What did it do? What did it see on a tree? What did the bees do? What did the bears think of the bees? Okay, so question number one, what did it do? The bear was walking and find food, okay? Looking, we go find, looked for food. Okay. Rô mơ chùm này hả? What did it see on a tree? So the bear saw what beehive. Okay. What did the bees do? The bees sting. The bees sting who? Okay, the bear. What did the bear think of the bees? So it think that
Bees are what? Patient, yeah. What else? Hard working. Hard working and then united. And united and yeah, disciplinary, and last is obedient. Okay, so this is what the bear think of the bees. Okay, now let's read together the question and answer. What did it do? It looked for food. What did it see on a tree? The bear saw a beehive. What did the bees do? The bees sting the bear. What did the bear think of the bees? It thinks that bees are patient, hardworking, united, disciplinary, and obedient. Okay, so these are the answer for these questions. So we already finished this unit, but they have something for you to do. So I'll not just do it for you. So this is your work. Speaking, talk about what you did yesterday with your partner. Cái ở dân mình dây âm pi ở quay đại dân ban phơ pi mà sơ mấy chú mùi nâng đại cư rồi bỏ dân. And another one, mùi tiết, write 5 sentences about yesterday activities. Xong sơ xế bởi dụng ở ban pram âm pi sẽ cầm một hiếp đại dân phơ pi mà sơ mấy. Ok, chẳng thì mỗi cư dân trâu xung nạ tầng ở khía đi dây ông pi rương đại dân phơ mà sơ mánh tự cành đại cư dân bởi dân miền đại cư hai tí pi cư sơ xế chỗ không sơ phơ sơ xế ở bàn pram bì dốt ông pi sơ cầm một phía bởi dân bàn phơ mà sơ mình đồng ơi xung pra past simple, ok thầy tự cà thoa mặt đà, ok. Chà chẳng, mê riêng phò dân unit 2, the bear and the bees, dân chập bần nắng. Xong, see you tomorrow in the new lesson, with the new lesson. Thank you so much. God bless you. Goodbye.